Cả lớp chú ý lên trên này. Ôi, khoảnh khắc thật thú vị. Các bạn học sinh đang bốc thăm kế hoạch. Núi lửa ư? Tuyệt vời. Michael sẽ bốc được gì đây? Yay, bể bơi. Nhiệm vụ đang diễn ra rất nhanh. Bây giờ đến lượt Mary và các bạn. Nhưng chờ đã, hết mất kế hoạch rồi sao? Ủa, thật là xui xẻo. Nhưng người thầy nhiều kinh nghiệm luôn có một kế hoạch dự trù đây. Đây nha, kế hoạch của các em đây nè. Bé ư? Wow, tụi em sẽ tới rạp chiếu phim hả thầy? Không phải tới, mà là làm nó bằng bìa cát tông nha. Nghe lạ lùng quá ta. Nhưng bạn không thể cãi lại thầy Adam về chuyện này được. Thú hồn thiệt. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta phải thiết kế một rạp chiếu phim đỉnh nhất thế giới. Bắt tay vào việc nào. Đừng quên bổng ngô, kính 3D. Còn gì nữa ta? Ôi trời, sao phải nặng nhọc như vậy chứ? Xem ra Polly có ý tưởng riêng nè. Vậy cậu định di chuyển nó đi đâu? Và định thu dọn hết nơi này bằng cách nào? Cách đây nè, chỉ cần búng tay. Như vậy nè. Cậu thấy không hả? Tuyệt vời chưa? Thật điên rồ. Sao cậu làm được hay vậy? Một chút siêu năng lực thôi ấy mà. Lee cũng muốn thử nữa. Chờ chút nha. Wow, mình làm được rồi. Rạp chiếu phim sắp hoàn thành. Chỉ còn thiếu một thứ. Chính là biển hiệu nè. Giờ thi xong hết rồi. Chúng ta có thể ăn snack. Ủa, cái gì vậy? Bỗng ngô cát tông. Ăn thử đi. Ngon quá. Đây nè, mình vẫn còn nhiều lắm. Một ý tưởng tuyệt vời phải không? Vậy muốn xem phim chứ hả? Yay, nơi này thật tuyệt vời. Chúng ta đã làm rất tốt. Không nói nữa, giờ là lúc xem phim 3D nha. Đừng quên đeo kính đó. Của mình hỏng rồi. Ôi trời, cậu quên không tháo kính cận ra à? Tốt hơn rồi đó. Phim thật sự quá hay luôn. Và bỗng ngô thì siêu ngon. Lại không có calo nữa chứ. Tuyệt vời. Đây rồi, rạp chiếu phim cát tông mở cửa. Những vị khách đầu tiên đã tới. Cho mình 2 vé nha, cảm ơn. Yay, những tờ tiền cát tông đầu tiên. Thêm chút bỗng ngô nha. Ý hay đó. Xem phim vui vẻ hen. Không cần đợi lâu, những vị khách tiếp theo đã tới. Cho mình 1 vé và 1 bỗng ngô cỡ lớn nè. Mình muốn xem phim này quá trời luôn. Mình cũng 1 vé nha. Mình không muốn bỏ lỡ trailer đâu. Có nhiều khách thật tuyệt vời ha. Đứng lại. Ồ, người đầu tiên không có vé nha. Đây là bài kiểm tra tính trung thực đó. Nè, tấm bìa này có bộ hơi kỳ à nha. Bạn không được vào trong đâu. Lén la lén lút hả? Đúng là cứng đầu quá mà. Xin lỗi, Penny không có đủ tiền mua 1 vé. Chẳng đáng là bao, phải làm sao đây? Ồ, mình có cách rồi nè. Nè, cho mình 1 vé ngay. Các bạn có tin hay không? Có gì đó không được đúng lắm. Ồ không, tấm đệm mới của tụi mình. Ồ, hóa ra là như vậy. Đợi gặp lại tôi rồi xem nha. Bộ phim sắp bắt đầu. Mình sẽ chọn một bộ thật hay cho các bạn. Wow, tuyệt vời. Xem phim mà không có snack sao được ta? Khoai tây chiên. Đúng thứ mà bạn cần nè. Nếu có cả tương cà nữa thì. Rồi vụn giấy bìa sẽ bám đầy vào chiếc áo phông. Sao mà phủi sạch được đây? Ôi trời ơi, có máu kìa. Kìa kìa. Không phải đâu mà. Nó là nước sốt đó. Ồ, cô ấy cái gì cũng sợ cả. Kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn đây, mãi vô. Polly rất giỏi việc này. Wow, làm cho mình 1 cái nha. Có ngay, của bạn nè. Ngon quá đi. Ewa cũng muốn ăn kẹo nữa. Tất nhiên là không có miễn phí rồi. Thật là tuyệt. Wow, quá trời tiền luôn. Rạp phim đang siêu phát đạt. Tất cả các rạp chiếu phim đều có ghế cho những nụ hôn. Và nó không bao giờ trống. Đây là một cặp đôi hạnh phúc. Không biết môi cô nàng bị gì vậy ta? Bộ phim bắt đầu. Thật lãng mạn mà. Sẵn sàng chưa nào? Coi kìa, anh hư quá nha.
Kế hoạch lãng mạn thành công. Ủa, hình như có gì sai sai nha. Ngại chưa kìa. Em phải ra khỏi đây. Ồ không, cái gì đây? Chờ đã, em để quên đồ nè. Trời ạ, à, thật kinh khủng mà. Anh yêu, anh không nên coi cái này đâu. Bộ phim mới, vị khách mới. Chờ đã, bạn không thể mang đồ ăn ngoài vào. Hãy thử món bỗng ngô trứ danh ở đây. Bỗng này có gì mà hay ho chứ. Cho anh một bé ngồi gần nha. Lại một người nữa. Không mang đồ ăn thật, chỉ được ăn đồ ăn giấy. Quyết định là vậy, có thể làm gì khác đây. Không biết khi nào họ mới quen với điều này. Thật là đặc biệt. Wow, vị khách này thật lố bịch mà. Vé sao, cho mình hả? Người gì kỳ lạ. Đồ ăn cho bạn nữa nè. Wow, ngon quá trời luôn. Mình không thốt nên lời. Bạn cho mình xin công thức làm nha. Thôi đi vào đi. Nhưng Su muốn ở lại. Trong nhóm bạn còn vị trí cho mình chứ hả? Có một chỗ đó. Dụng cụ của bạn nè. Lao công. Đúng vậy. Mình đã muốn thử một công việc mới từ lâu rồi. Đừng quên cái xô nè. Đúng là cô nàng nhiệt huyết mà. Ngày đầu tiên đi làm thật là háo hức. Su làm việc rất là nghiêm túc. Mình phải lao cả hành lang nữa. Đau quá đi. Một vũng nước giữa hành lang. Không thể tin được mà. Tiếng gì vậy? Đồ dừa nha. Su, bạn có gì muốn giải thích hay không? Bạn biết không, mình nên đi thì hơn. Nè, bạn đi đâu vậy? Còn vũng nước này thì sao hả? Ngồi những hàng ghế đầu là thích nhất. Nhưng không phải ai cũng có may mắn này đâu. Mình có lỡ gì không ta? Phim bắt đầu chiếu chưa? Không ai quan tâm rằng mình không thể xem sao? Ai lại mang kiểu tóc này đi xem phim chứ hả? Christy rất tức giận. Anh sẽ biết tay tôi nha, anh tóc dài. Cây kéo sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề. Cuối cùng cũng nhìn được màn hình. Bộ phim hay thật á. Ô không, đầu ảnh bị sao thế kia? Chắc mấy người xung quanh chưa sẵn sàng đâu. Hy vọng tóc của mình vẫn ở đúng vị trí. Rạp phim không thể không có phòng chụp ảnh. Wow, miễn phí nè. Ai sẽ chụp ảnh đây? Đúng vậy, ai đây? Nghệ sĩ phải tưởng tượng ra được người mẫu. Wow, bạn làm gì ở đây? Fan tò mò hả? Có biến nè. Thêm một người vào chụp. Mình sẽ vẽ thật nhanh. Đi ra đi. Bạn làm hỏng ảnh của mình rồi. Và cuối cùng cô ấy rời đi. Một câu chuyện đầy drama. Những bức tranh thật đẹp mà. Su sử dụng quỹ thời gian một cách thông minh. Cặp đôi này thú vị đó. Ảnh xong rồi đây. Bạn cầm lấy đi nè. Mình nè. Nhìn mình hợp với cây chổi lao quá à. Một khách hàng nữa lại hài lòng. Ở rạp phim lúc nào cũng có một vị khách tới chỉ để ăn thôi. Lại đây nào bỗng ngô. Đúng là tên lười. Anh ta còn ném rác nữa kìa. Hết rồi sao? Cầm giúp anh cái này. Anh vẫn còn đồ ăn. Anh có thôi nhai đi hay không? Cái gì căng vậy? Nhưng việc này có dừng anh ta lại không nào? Sao anh ta có thể ăn nhiều như vậy chứ? Không hợp có gì đó. Bỏ tay ra. Được rồi, mình sẽ tự làm đồ ăn vậy. Nhưng vậy là vi phạm quy định á. Miễn là nó ngon. Và dơ nữa. Con heo nào ngồi ở đây thế này? Chọc tức cô lao công không nằm trong kế hoạch của Martin. Chạy mau. Nhưng Su sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đuổi theo, chạy đi. Wow, xem cái này còn hay hơn xem phim nữa chứ. Nè bạn yêu, có một kiểu người xem đặc biệt. Người nhiều chuyện đó. Hai cô gái không hề dừng nói dù chỉ một phút. Nè, im lặng coi. Mình không thể nghe được nè. Đổi sang trò chuyện cắt tông nha. Bằng cách nào? Rất đơn giản. Chỉ cần viết lên những gì mà bạn muốn nói. Không thể chịu nổi mà. Hai người nói chuyện xong chưa? Rạp phim đang có lãi và rất vui vẻ. Những người quen mới và
thầy hiệu trưởng cũ. Thật vinh dự. Chỗ này cũng ra gì và này nọ ghê ta. Dạ mời thầy ăn bỗng ngô ạ. Vé của thầy đây. Chào mừng tới rạp phim của tụi em. Ôi trời, mình lo lắng quá đi à. Hy vọng là thầy ấy thích ha. Nè, sao bạn hoảng vậy? Thầy hiệu trưởng đang ở trong đó, bạn có tin được không? Đừng lo mà, Su có một lối sống dễ dàng hơn. Hãy tặng thầy một buổi trình diễn của thế kỷ đi nè. Lẻn vào đi nào. Và thêm hiệu ứng đặc biệt. Coi nào, thành công. Wow, còn tuyệt hơn mấy bộ phim 25D luôn á chứ. Hay quá nha. Nhưng những gì hay đều kết thúc rất là nhanh. Trong chớp mắt bộ phim đã hết. Nhóm bạn vào đây còn lo lắng hơn nữa. Nhưng họ không cần phải như vậy. Thầy Adam rất hài lòng. Một điểm A to đùng dành cho cả nhóm đây. Au, cái gì vậy? Xin lỗi, tôi không định chen ngang đâu. Tôi chỉ muốn sơn lại tường mà thôi. Ồ không, anh hàng xóm phá hỏng cả rạp phim luôn rồi. Rồi tụi mình làm gì bây giờ? Bạn có thích câu chuyện bìa cắt tông này không nào? Bạn có muốn tới một rạp phim khác lạ này không? Hãy bình luận ở phía dưới nha. Hãy nhớ like video này, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo. Đừng bỏ lỡ những video mới về bìa cắt tông từ kênh Trung Trung Wow các bạn nha.